Buổi tối sau khi xem phim xong, Lâm bị đưa Mộng Anh tới một quán ăn nhỏ, định ăn gì đó. Ngay sau đó một số côn đồ đến. Họ ngồi đó. Cứ như thể quán ăn là của bố anh ta say vậy. Sau đó la hét, chủ quán, không thấy anh Bưu tới rồi hay sao? Mau đem đồ ăn ra cho tôi. Ông không muốn làm ăn nữa phải không? Ông chủ chỉ biết cúi đầu và chịu đựng. Sau đó đem bia dọn lên, tay anh Bưu không ngừng đảo mắt. Cuối cùng dừng lại trên người Mộng Anh, phát hiện ra con mồi, tên này tính là mò trước mặt Mộng Anh. Vì thế hắn ta ra hiệu cho thuộc hạ, những thuộc hạ đó ngay lập tức hiểu ra, Bưu ca, anh là một nhân vật vừa thông minh vừa có tài. Anh em theo anh được ăn sung mặc sướng. Bước ra đường, ai nhìn thấy chúng ta cũng phải cúi đầu chào. Cái này mà còn phải cần anh nói ư? Lần trước anh Bưu còn một mình đánh bại thằng giúp video đó, trong tay anh cầm cây phóng lợn, ai mà không sợ anh Bưu chứ? Anh Bưu lúc này mới lên tiếng, cái này có gì đâu, trong xã hội này ai có gan to thì người đó có cơm ăn. Nhìn ai không vừa mắt thì ta đập, đây là khí chất của anh. Anh em cứ theo anh đảm bảo không để anh em chịu thiệt. Vài ngày nữa anh có một dự án lớn với số vốn đầu tư vài trăm triệu, tới lúc đó anh sẽ chia cho các chú một ít, đủ để các chú ăn chơi. Anh Bưu thật là mạnh mẽ. Sau này anh Bưu là ông chủ lớn rồi, anh em cũng sẽ theo anh Bưu kiếm chút cháo. Em hiểu ý của anh Bưu rồi, bây giờ em sẽ bắt cô ta qua đây cho anh, để cô ta mời anh Bưu uống vài ly. Nói xong tên côn đồ liền vênh vào đi tới chỗ Mộng Anh. Em gái qua đây uống với bọn anh vài ly. Anh bạn à, đây là vợ tôi, anh nể mặt chút đi. Vợ mày thì sao? Được uống một ly với anh Bưu là có phúc cho cô ta rồi đó. Hôm nay em gái nể mặt uống với anh Bưu một ly có được không? Những tên côn đồ khác đều đứng dậy, sau đó đi tới. Có chuyện gì thế? Tôi muốn vợ anh mời anh Bưu uống vài ly thì có sao không? Anh tính thái độ à? Mấy anh tốt nhất nghĩ cho kỹ, xem có muốn làm vậy không? Các anh tính làm côn đồ à? Đúng, tao là côn đồ. Hôm nay tao giở trò côn đồ với mày đó rồi sao? Tính đấm nhau với bọn tao hay gì? Yên ổn không muốn còn muốn ăn đập à? Có ngon thì nhảy vào đây mà kiếm ăn. Thói quen của Lâm Bịp là dù chuyện có thế nào cũng sẽ cho người ta một cơ hội trước, nhưng cơ hội chỉ có một, không thể có lần thứ hai. Thấy Lâm Bịp không nói gì nữa, Vũ Lôi liền dẫn theo người lao vào khô máu với bọn côn đồ. Trong chốc lát ta đánh cho bọn họ nâu mắt. Anh Bưu lúc này cũng nhận ra bọn họ là dân chuyên, anh ta không phải là đối thủ của họ. Thế là anh ta đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Vũ Lôi đã chú ý đến anh ta. Anh lập tức lao lên và hạ gục anh ta tại chỗ, rồi xách anh ta như bịch rác đem tới trước mặt Lâm Bịp. Ông chủ, hôm nay anh em chúng tôi có mắt như mù, mong anh nể mặt mà bỏ qua cho. Các anh quậy phá ở rạp phim này bao lâu rồi? Là thủ hạ của ai? Khi anh Bưu nghe Lâm Bịp muốn hỏi tới người đứng sau mình thì anh ta nhất quyết không nói. Ông chủ, tôi chỉ muốn kiếm sống thôi, chỉ mới tới đây quậy có 2 ngày. Vũ Lôi trực tiếp cho hắn một đá, nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Vâng, tôi nói, tôi làm việc cho Tôn Vũ Sinh, anh ta là chủ của tôi. Đại ca đừng đánh em nữa, em phục rồi, thật sự phục rồi. Vũ Lôi nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của Lâm Bịp liền thả cho hắn đi. Anh Bưu hôm nay bị đánh ba má nhận hồng ra, nhưng làm gì được, đánh cũng không lại người ta, ác cũng không bằng người ta, chỉ có thể đem theo anh em cùng chạy trốn. Ông chủ tính tiền, anh trả tôi 1.000 là được. Ý tôi là bao gồm cả những thứ bị đập nát này, tổng cộng bao nhiêu tiền tôi đền cho ông. Nghe Lâm Bịp nói, ông chủ càng sợ hơn. Tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi, không dám chọc giận ai, những bộ bàn ghế đó cũng không bao nhiêu, sửa lại là có thể dùng được, anh cứ trả tôi 1.000 là được rồi. Lâm Bịp sợ nếu hỏi tiếp thì ông chủ sẽ bị dọa chết mất, nên trực tiếp để lại 200.000 rồi rời đi. Nhìn thấy nhóm người rời đi, ông chủ cảm động rơi nước mắt. Ông hôm nay xem như đã gặp được người tốt. Ngày hôm sau, Lâm Bịp nhờ Vũ Lôi đi tìm hiểu tên Tôn Vũ Sinh này. Tuy nhiên, Vũ Lôi nói rằng anh biết hắn ta, trên giang hồ gọi hắn là Sinh Tử, hắn là tay chuyên bảo kê. Về cơ bản, hắn ta độc chiếm ngành công nghiệp ngầm của thành phố. Hắn ta đặc biệt ác độc, thủ hạ cũng có hơn mấy trăm người. Lần này chúng ta đã đánh người của hắn, nên hắn nhất định sẽ báo thù. Không tệ, ít nhất có sự nỗ lực của Tôn Vũ Sinh, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Vũ Lôi thậm chí còn không hiểu Lâm Bịp có ý gì, tại sao Tôn Vũ Sinh lại giúp anh ta chứ? Làm sao anh ta có thể biết, nếu không có Tôn Vũ Sinh giở trò thì rạp chiếu phim sao bán được? Sau khi Vũ Lôi rời đi, Lâm Bịp gọi cho Nguyệt Linh. Chị, em nghe nói rạp chiếu phim thành phố đang được giao bán, nó là tài sản của bộ quản lý, chị hỏi giúp em là ai phụ trách việc này. Em đang nói tới rạp chiếu phim thành phố phải không? Nó thuộc quyền quản lý của bên quản lý truyền thông, chị cũng chưa nghe thông tin bán rạp phim, để mai chị hỏi quản lý của bọn họ xem sao, xem anh ta có ý định này không. Nếu được chị giúp em hẹn với ông ta đi, chuyện nhỏ thôi, tới lúc đó chị sẽ gọi cho em. Buổi trưa hôm sau, Nguyệt Linh đã đưa người quản lý của bộ phận quản lý truyền thông đến điểm hẹn để gặp Lâm Bịp. Chăm nghe không bằng mắt thấy, không ngờ ông Lâm Bịp nổi tiếng ở thành phố chúng ta lại trẻ như vậy, đúng là nhân tài. Anh so với tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn nhiều, anh ta đã tưởng tượng qua rồi ư? Những lời này làm cho Lâm Bịp cẩn thận hơn, chẳng lẽ anh ta đã sớm biết rằng Lâm Bịp sẽ hẹn gặp anh. Anh Trần quá khen rồi, trẻ thì tôi đồng ý, chứ nói tôi là nhân tài thì tôi không dám nhận. Tôi chẳng qua chỉ là một doanh nhân bình thường, Trần Học Dân vừa ăn vừa nói, nhìn rất vui vẻ nhưng thực ra luôn để ý từng lời của Lâm Bịp. Anh Trần, tôi nghe nói anh có ý định bán rạp chiếu phim phải không? Tin tức của Lâm tổng cũng nhạy bén đó, bộ quản lý thực sự có ý định này, nhưng hiện vẫn đang cân nhắc. Suy cho cùng, rạp chiếu phim không giống những ngành khác, nó đóng vai trò làm giàu và quảng bá rất tốt, vì vậy điều này phải được nghiên cứu từ từ, xem xét nghiên cứu, phải là nghiên cứu bán cho ai mới đúng, nghiên cứu làm thế nào để có được những lợi ích phù hợp nhất. Lâm Bịp hiểu điều này. Học Dân, Lâm Bịp cũng không phải là người ngoài, anh đã biết Lâm Bịp lâu như thế rồi thì cũng rõ anh ấy ưu tú thế nào rồi. Rạp chiếu phim anh có thể xem xét cho Lâm Bịp trước được không? Nguyệt Linh, cô cũng biết các quy định của bộ phận quản lý của chúng ta, mặc dù rạp chiếu phim thuộc quyền quản lý của chúng tôi nhưng không phải để bán, và cấp trên cũng có nói
dù có bán cũng phải đấu thầu. Tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì. Lâm Bị, để tôi nói với anh vài câu. Anh không có gì để chê cả, và tôi cũng rất tôn trọng anh. Nhưng anh ơi, khả năng của tôi có hạn, về cơ bản không thể kiểm soát bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, người muốn mua rạp chiếu phim lúc này không chỉ có mình anh, ai cũng có năng lực. Ai cũng có thể làm tôi mất cái chức quản lý này một cách đơn giản. Nếu anh thực sự xem tôi như anh em, thì anh cứ đấu thầu bình thường. Tôi sẽ cố hết sức giúp anh, những thứ khác thì thôi chúng ta không nói nữa. Anh cũng hiểu mà phải không? Lâm Bịp gật đầu, điều đó khá rõ ràng. Nếu đấu giá bình thường thì cũng rất khó giành được rạp chiếu phim. Bởi vì Trần Học Dân đã nói, rõ ràng có ai đó đang đứng đằng sau. Và sức mạnh của người này thậm chí còn mạnh hơn anh ta. Anh Trần, anh lại khách sáo quá rồi. Con người tôi rất thích kết bạn, tôi cũng không thích làm bạn bè khó xử. Vì rạp chiếu phim đấu thầu, vậy thì tôi cũng sẽ đấu thầu bình thường. Trên đường về, Nguyệt Linh liền nói, Trần Học Dân có phải đang đòi hỏi gì đó không? Đã có người cho anh ta trước rồi, anh ta có thể đi ăn với chúng ta là đã nể mặt chúng ta rồi. Việc bán rạp chiếu phim này có hơi phức tạp nhưng cũng rất thú vị. Em thật sự rất muốn biết người đang đứng sau rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Trần Học Dân nghe lời như vậy. Những chuyện tiếp theo cứ giao cho em đi. Còn chuyện du lịch chị chuẩn bị thế nào rồi? Trừ hai người ở lại trực ban thì cả phòng đều đi hết. Người trực ban chị phải chú ý, không nên để Dụ Nghệ Chân và người đang cạnh tranh với chị ở lại trực, dù có ghét cũng phải đưa họ đi theo. Nguyệt Linh liền biến sắc, sau đó nhìn Lâm Bịp một cách nghi ngờ. Lâm Bịp liền giải thích, chị để cô ta trực ban là xem như đang cho cô ta cơ hội cạnh tranh với chị. Nếu các giám đốc điều hành cấp cao đến kiểm tra nhưng mọi người đều đi chơi, chỉ có mình cô ta đang làm việc, Dụ Chân sẽ có nhiều cơ hội hơn để liên hệ với cấp cao hơn. Điều này sẽ có tác động lớn đến sự đánh giá sau này của họ. Vì vậy chị phải để ý, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của một người. Lúc này Nguyệt Linh mới chợt nhận ra, nếu không phải Lâm Bịp nhắc nhở, cô căn bản sẽ không nghĩ tới. Sau khi trở lại công ty, Lâm Bịp đã ở trong văn phòng, suy nghĩ về cách mua rạp chiếu phim. Ban đầu, Lâm Bịp muốn hỏi Thiệu Hồng Nghĩa, nhưng sau khi nghĩ về nó, Thiệu Hồng Nghĩa giờ đã thông minh hơn rồi. Nếu muốn nhờ vả thì phải bỏ ra một thứ gì đó tương xứng. Hơn nữa việc mua lại các dự án nhỏ như rạp chiếu phim cũng không đáng để làm phiền ông ấy. Cùng lúc đó Thượng Gia Tú đi vào và nói, Lâm Tổng, có một người tên Tôn Vũ Sinh muốn gặp. Trong phòng khách, Tôn Vũ Sinh cười tê tét và nói, Lâm Tổng, thư ký của anh thật xinh quá, tại sao tôi không thể tìm thấy một thư ký như vậy nhỉ? Nhà máy quần áo của Lâm Tổng cũng đẹp đó chứ. Tôi đặc biệt thích những bộ đồ VC do anh thiết kế. Mọi người đều nói tôi mặc VC rất đẹp. Khi nào anh cho ra mắt đồ VC mới? Nhờ nói với tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên mua. Tuy nhiên, Lâm Bịp vẫn chỉ nhìn hắn mỉm cười. Tôn Vũ Sinh này có vẻ thân thiện nhưng thực ra đang giả vờ. Tôn Vũ Sinh bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, anh đánh người của tôi, nếu người làm lão đại như tôi không ra mặt thì sau này còn ai phục nữa. Không nói nhiều nữa, đưa tôi 50 triệu tối giúp anh giải quyết. Anh cũng biết làm ăn đó chứ, bị đánh mấy cái mà đòi 50 triệu tiền viện phí. Ngày xưa đánh nhau bằng dao và diều, một chọi một. Chết rồi thì thôi, không ai quan tâm anh là ai. Bây giờ thì lại xem ai đông hơn, ai đem nhiều người hơn thì sẽ thắng. Nếu có ít người thì xác định chết. Có tiền thì có ích gì, cho tôi cũng không cần. Tiền mà anh liều mạng kiếm về thì làm sao mà tiêu. Có khi anh chưa kịp tiêu đã bị xử rồi. Anh chàng này nói chuyện có vẻ không liên quan, nhưng Lâm Bịp có thể hiểu được ý tứ của hắn. Hắn có nhiều người, nếu không đưa tiền hắn sẽ ra tay. Nếu là người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng Lâm Bịp thì không. Một xu tôi cũng không đưa. Rất đơn giản, muốn đánh thì đánh. Anh tới đây đàm phán không phải cũng vì muốn đánh nhau ư? 50 là quá ít. Đợt lát nữa tôi lấy 5 tỷ. Ai giết anh thì tiền của người đó. Đánh một thuộc hạ của anh được 20 triệu, đánh cho tàn phế thì 35 triệu, đánh chết thì 50 triệu. Anh thấy giá cả có hợp lý không? Nụ cười trên mặt Tôn Vũ Sinh đột nhiên biến mất. Lâm Bịp này không những không sợ hắn, mà còn dọa ngược lại hắn. Nhưng Tôn Vũ Sinh cũng không phải là ngày đầu tiên làm nghề này, nên hắn vẫn có cách. Giá cả hợp lý, còn hợp lý hơn so với số tiền mà tôi ăn chơi tối qua. Trước đây còn chưa chơi đủ, bây giờ đã có thể chơi mọi lúc, mọi nơi. Cũng chỉ để giải trí thôi, phải không? Nhưng có một số thứ không cần như vậy. Tiêu tiền thì ai cũng biết, chả có gì thú vị. Tôi mua một bộ đồ VC của anh cũng hết mấy triệu. Trước đây giữa hai chúng ta không có vấn đề gì. Đồ VC tôi thích, cũng giống như các em gái tôi bao nuôi vậy, mỗi ngày đều cho vài triệu. Vì tôi thích ngắm cảnh đẹp, xem từ từ, xem cẩn thận, cuối cùng tôi sẽ cười ha ha. Khóe miệng Lâm Bịp hơi cong lên, vốn dĩ muốn dùng tiền để mua mạng anh ta, chỉ muốn anh ta biết sợ mà lui. Nhưng anh ta đã vậy thì Lâm Bịp cũng không nể mặt nữa. Hắn dám đem tiền ra dọa anh thì chắc chắn là tiền của người đứng sau anh ta. Mặc VC để phù hợp với thân phận, sơ mi và cà vạt cũng rất phù hợp, đặc biệt là khi đàm phán. Có thể thông qua bộ VC để thể hiện phép lịch sự, văn minh. Nếu không, thật không có ý nghĩa gì khi mặc bộ đồ VC này. Ngay khi Tôn Vũ Sinh định mở miệng thì nắm đấm của Lâm Bịp đã nhắm thẳng vào mặt hắn. Nào, chúng ta tiếp tục đàm phán. 50 triệu phí bảo kê phải không? Muốn lên mặt với tôi phải không? Mặc dù Tôn Vũ Sinh bị đánh bầm dập, nhưng hắn ta vẫn không mở miệng van xin. Đánh đi đánh nữa đi. Tốt nhất nên đánh chết tao, nếu không tao sẽ giết cả nhà mày, khiến mày chết không có chỗ chôn. Được, vậy tôi cho anh cơ hội, xem anh giết tôi thế nào. Sau khi dứt lời, Vũ Lôi cũng đã đem người tới. Ngay khi nhìn thấy Tôn Vũ Sinh, Vũ Lôi liền định ra tay. Không cần đánh, để tôi cho anh ta cơ hội. Lột trần anh ta, rồi ném anh ta ra trước rạp chiếu phim. Lòng Tôn Vũ Sinh có chút run rẩy. Lâm Bịp sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đánh rồi thì thôi, thậm chí còn muốn lột trần anh ta ném ra ngoài. Nếu làm vậy thì sau này anh ta sao còn mặt mũi mà đi thu tiền bảo kê? Lâm Bịp, ngươi đánh ta cũng vô dụng thôi. Có giết ta cũng đừng nghĩ đến chuyện mua được rạp chiếu phim. Ta khuyên ngươi nên dừng lại ngay bây giờ. Chuyện hôm nay ta cũng sẽ bỏ qua. Sau này chúng ta còn nhìn mặt. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, thì chắc chắn ngươi sẽ chết thảm. Anh cũng xứng nói vậy với tôi ư? Chẳng phải anh có người chống lưng ư? Nhanh nói ra người đó là ai. Ta không xứng nói chuyện với ngươi, thì ngươi cũng không xứng hỏi người đó là ai. Ngươi chỉ cần nhớ câu này của ta, nếu người đó thực sự ra tay thì ngươi đến cơ hội đánh trả cũng không có đâu. Vậy anh không cần nói nữa. Vũ Lôi cứ làm như tôi nói. Tôn Vũ Sinh bị làm nhục nên hắn quyết không để yên. Ngay khi trở về địa bàn, hắn ta bắt đầu tập hợp người của mình, chuẩn bị đi đến nhà máy để đòi lại thể diện. Đúng lúc đó có một người bí ẩn gọi tới.
Khi Tôn Vũ Sinh nghe thấy giọng nói trên điện thoại, sắc mặt hắn lập tức trở nên kinh hãi. Vâng, lần này tôi đã thua, nhưng nỗi nhục này tôi nhất định sẽ báo. Không, tôi không thể bị anh ta đánh vô cớ được, phải không? Vâng, tôi hiểu ý của ngài rồi. Vâng, tôi rõ rồi, sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài. Cúp điện thoại, Tôn Vũ Sinh nghiến răng nghiến lợi. Tuy không muốn, nhưng hắn vẫn giận dữ nói với thủ hạ của mình. Toàn là bọn ăn hại, kêu đi đánh nhau thì đánh nhau, kêu đi chết thì đi chết, kêu làm chó cũng làm chó. Cút về làm việc hết đi, trận này không đánh nữa. Mọi người liền nhìn nhau. Người có thể khiến Tôn Vũ Sinh nghe lệnh hẳn là một người rất đặc biệt. Bên phía nhà máy, Lâm Bịt nói với Vũ Lôi, anh giúp tôi điều tra xem những ai thân thiết với Tôn Vũ Sinh, sau đó mua chuộc hết cho tôi. Người mà Tôn Vũ Sinh tin tưởng không nhiều, bởi vì hắn ta tham gia vào ngành công nghiệp ngầm, bình thường kiêu ngạo và độc đoán nên cũng đụng đến rất nhiều người. Nhưng trước đây tôi từng nghe Đỗ Vũ nói, bên cạnh Tôn Vũ Sinh có một người tên Chu Dũng, hắn rất thông minh còn biết tính toán, thường cho Tôn Vũ Sinh lời khuyên, đã giúp hắn kiếm được rất nhiều tiền. Chu Dũng nhất định phải biết người đứng đằng sau Tôn Vũ Sinh. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận hắn ta. Anh không cần tiếp cận, cứ mua lại tin tức là được. Sau này anh cũng phải tuyển thêm bảo vệ. Đối thủ lần này của chúng ta không giống trước đây, đặc biệt là vợ và các con tôi, cần phải có nhiều người bảo vệ hơn. Tôi hiểu rồi Lâm tổng, tôi vẫn luôn mở rộng lực lượng bảo vệ, chỉ là người làm tôi hài lòng không có nhiều. Một số người có thể làm bảo vệ cổng, một số người thích hợp làm trong xe, chứ người thân thủ giỏi hơi khó tìm. Tôi không cần biết lý do gì, anh là đội trưởng đội bảo vệ của tôi nên đây là công việc anh phải làm. Vũ Lôi ngạc nhiên, lúc đó anh mới kịp phản ứng, đáng lẽ ra không nên nói mấy câu vừa nãy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Sau khi Vũ Lôi rời đi, Lâm Bịp lặng lẽ suy nghĩ một vấn đề rất mấu chốt. Tôn Vũ Sinh làm sao biết rằng anh ấy muốn mua rạp chiếu phim? Ý tưởng này chỉ có 3 người biết, đầu tiên là Văn Tây, tiếp theo là Nguyệt Linh và Trần Học Dân. Văn Tây và Nguyệt Linh thì tuyệt đối không bán đứng anh, chỉ còn Trần Học Dân làm vậy trừ phi có 2 lý do. Thứ nhất là có lợi cho bản thân, thứ hai là anh ta không có gan từ chối Tôn Vũ Sinh.